tôi mới chỉ dùng 2 thành công lực thôi, chứ còn nếu như mà dùng nhiều thành công lực quá thì anh em lại bảo là bắn hay. Thôi thôi nhá, cơ bản rất cơ bản, các bạn hiểu không? Cơ bản thôi, cơ bản rất cơ bản luôn. Không có một cái gì mà anh em phải trầm trồ cái quả vừa rồi cả. Bình tĩnh nhá các bạn nhá. Giọng tôi đó là cái giọng to. Cái lồn gì địt con mẹ mày đấy. Tên là Bách, tụi địt con mẹ Bách nhá. Cái địt mẹ Bách bảo đừng đá chim rồi. Địt mẹ Bách bẩn vãi lồn. Bách này còn bất ngờ vãi cặc. Cái địt con mẹ là Bách đấy. Ôi ui, địt con mẹ Bách ơi. Đéo hiểu kiểu gì Bách ạ. Địt mẹ người ta đã xin là đừng có đá chim rồi. Bách tởm vãi lồn, địt mỡ. Bách bắn cho bay con mẹ mới hết được giáp 3 của xa rồi Bách ạ. Địt con mẹ. Thôi Bách ơi, địt mẹ Bách bẩn đéo chịu được quả này tốt nhá Bách nhá. Quả sau đéo có đá chim ngồi đợi thế đâu ấy, tởm vãi lồn. Bắn kiểu đéo phải các bạn. Các bạn có chơi PUBG giả sử nó bình thường một tí thì làm sao, cứ đang đi xạo lồn nó bị bắn cả, nó sợ vãi lồn, địt mẹ. Xong lại còn là Bách nữa, cái địt. Thôi bảo đừng có đá rồi. Địt mẹ, thằng nào đá chim bố mày nhá. Địt mẹ mày, phụ huynh mày kiểu gì cũng sẽ đẻ thằng nữa cho mày bị ra gì à. Bố mày nói sẵn rồi đấy. Ôi, thôi. Nguy hiểm vãi lộn, các hiểu là chơi game Zambon vậy các bạn ạ. Bay con mẹ biết là giáp mũ ở đây rồi. Thôi, nào nguy hiểm thế. Ui, chết. Ai lại nhảy thế? Thôi Bách ơi, địt mẹ. Đi mà muốn lút cái giáp cái mũ xong đi anh em ạ. Ở giáp mũ của tôi nó cứ bìu bìu con mẹ rồi. Thế thì ui, nguy hiểm đấy. Ui, cái địt lại là Bách à. Thôi địt mẹ Bách ơi. Đi có mẹ Bách ở đâu đây. Rồi lại là Phúc. Nếu phải là Bách nhưng mà là Phúc. Cái địt. Thôi cái địt mẹ dù. Địt mẹ. Khó chơi vậy lồn các bạn. Thôi ra đánh Dota vậy. Địt mẹ. Đéo hiểu sao các bạn đã. Địt mẹ. Mình ra gặp lại cả Bách cả Phúc người. Gặp phải tiết luôn. Địt mẹ. Đùa. Cái địt con mẹ phải cay vãi lồn. Được cả Bách cả Phúc thế thì đỡ thế lồn được gì. Nhưng thôi địt mẹ dỗi. Đéo chơi. À không, ta là vẫn chơi. Nhưng mà lần này có cái lồn tôi để ấy nữa nhá. Ờ, đi con mẹ mà kệ con mẹ các bạn đấy. Tôi chiếu cho các bạn xem nữa. Dỗi vãi lồn. Thôi rồi, bắn nốt vài ván để cho nó địt mẹ mày thỏa cái cơn thú tính của mình vậy. Đi mẹ đá chi bố mình bố dỗi mà chơi trò khác. Dỗi vãi lồn địt con mẹ. Dỗi đéo chịu được chứ không phải là mẹ mình. Dỗi gì? Cho người ta đi ra khỏi cái thành phố ấy. Gì làm sao? Đi mẹ dỗi vãi lồn địt mẹ. Ờ, ghét được. Ờ, vào game rồi, làm gì đâu. Thôi thôi, em xin gai gai thịt mẹ. Em biết là em có che được gai cũng vào được thôi mà. Nhưng mà tha người ta một tí thịt mẹ. Đừng đá chim nữa, dỗi mới lồn. Thịt mẹ mình chơi game. Ông gặp cả Bách, ông gặp cả Phúc, ông thịt mẹ. Ông cuối cùng là cái gì? Mercy Kid, ông trời đủ. Rủ cả hang cả hốc vào đi tìm Carter cái lồn. Thôi, tha tớ.
Địt mẹ chúng mày cứ đá chi bố mày đi nhá. Địt mẹ mày, bố mày đang đơn phương độc mã thôi. Bố mày là người yếu, bố mày chết mặt hèn. Địt mẹ cứ đợi anh Huy AK của bố mày về là chúng mày chết. Địt mẹ đừng để tao gọi anh Huy AK của tao ra. Địt mẹ mày bắt nạt bố mày đi. Lúc anh Huy AK của bố mày trở lại chúng mày biết. Địt mẹ. Địt mẹ ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên vãi lộn luôn các bạn hiểu không? Trời đủ. Thôi nào, trời đủ địt các mẹ đéo được bắn mép tiết nữa rồi. Thôi mẹ để quýt rồi đấy các bạn, chơi bẩn vãi lộn. Thôi, đừng có nhảy cùng người ta nhé. Nào, mép tuyết còn trắng trắng mình nhìn còn dễ. Địt mẹ cái mép này khó nhìn vãi lộn. Rồi còn lại là Bách với cả Phúc nữa. Dội Bách Phúc vãi lộn. Đứa đó. Quả trước tôi phải đánh lừa anh em nhảy ở villa ngay các bạn hiểu không? À, nó là vãi đái luôn. Các bạn cứ đá chim tôi đánh lừa các bạn hết. Nói với các bạn là như thế, cú lừa đấy. Thế đây là ông Bách hay ông Phúc nào? Thôi đéo phải rồi các bạn. Địt mẹ đây là người bạn nước ngoài thì phải. Địt mẹ nhảy con mẹ thảo vào kho đánh nhau bố mẹ. Địt con mẹ mày. Đông vãi lộn. Thôi quả trai hát nhá các bạn nhá. Đông vãi lộn luôn đấy chứ đéo phải là đông thường đâu. Bọn này là địt mẹ mày đông ki sốt. Đông vãi. Kia nào. Bối rối vãi lộn vậy. Cái nút của tôi bây giờ nó cứ bị kẹt kẹt thế lồn đó nhỉ. Quá thép bần quýt địt con mẹ mày giết bàn phím. Thề với các bạn luôn. Đéo ấn được luôn. Đây bây giờ mới hết này. Dỗi vãi lồn đấy. Bảo sao rồi chết các bạn ạ. Anh em donate mua cho các bàn phím mới nào. Kẹt nút vãi lồn luôn. Đéo hiểu vì lý do gì. Việt kỳ. Yeah. Nó. Đéo ơi, bắn nhau, địt mẹ chúng mày ta đi tìm bố mày à? Lồn gì nhỉ? Mình nó chiếu cho một cái ra con đệm đi luôn các bạn đã cảm giác sát thủ vãi lồn chụp à, địt mà à, đéo hiểu kiểu gì các bạn ạ ơ à, nào ai lại thế à thôi này sợ cặp rồi các bạn đá mẹ sẽ chim đi dội vãi lồn đéo che nữa ờ rồi bây giờ tôi dỗi tôi đéo che nữa các bạn hiểu không? Thì tôi lại đánh lừa các bạn tiếp vào một màn nhảy lừa tôi các bạn đá sơ chim tôi không sợ đâu tôi thật địt mẹ bây giờ tôi tự hủy ở các bạn rồi các bạn đá sơ chim này rồi các bạn đá đi nói với các bạn là như thế luôn không nói điều ờ tôi vào game rồi đấy anh em đã kịp vào chưa tôi bây giờ tôi lại chỉ hỏi là như thế thôi không nói điều ờ ván này là chắc chắn kìa các bạn đá stream tôi không có tác dụng gì đâu nói thật với các bạn bởi vì tôi cũng có linh cảm là ván này tôi hủy diệt đây là tôi để sẵn để đợi nào anh em đá stream và tôi lại rủ anh em ra chỗ cầu để đứng này các bạn hiểu không đó
Chết rồi, đéo biết có bao nhiêu người nhỉ? Đồng phải lồn thề với các bạn luôn. Rồi, anh em đã stream rồi, địt mà. Hello anh em nhá. Ừ, rồi thôi, biết à. Các bạn địt mẹ đến ship đồ, các bạn toàn đến ship đạn cho mình thôi, chứ đéo phải là các bạn ship đồ. Các bạn vào, các bạn bảo là các bạn ship đồ. Không, chả đồ đâu cả. Anh em ship đạn anh ơi, nhưng mà không phải là ship đạn đâu, kiểu ném đạn ra các bạn hiểu không? Ship đạn kiểu địt con mẹ hà mày, cắt tờ, sờ chim mơ, che màn hình, địt mẹ của các bạn, vãi lộn, khổ. Thề với các bạn luôn, khổ dân tôi vãi lịp rồi đấy. Ủa phải nhảy đâu nhỉ? Nhảy đâu mới đéo bị các bạn giết nhỉ? Tôi nhảy vào san mễ đấy, nói với các bạn biết là như thế. Ui vãi cả lồn. Thôi địt mà. Anh em ơi, bắn mấy thằng khác trước rồi mới được bắn tôi nhá. Luật của trò chơi là như thế các bạn ạ. Địt mẹ thằng ảo giết tao trước. Địt con mẹ mày thằng cái chết. Đéo thôi, đéo chặt được súng rồi các bạn ơi. Địt mẹ mày đừng tìm tớ. Ui cảm giác địt mẹ chế độ sinh tồn được đưa lên gấp đôi vãi lồn. Bố mày chờ vũ khí tao bắn bố mày nhá. Bố mày giết. À thôi. Ôi, nguy hiểm quá. Chưa gì ạ, thấy tiếng chân rồi địt mẹ. Nguy hiểm vãi luôn các bạn ạ. Đéo biết là tôi đang phải chơi trò gì nữa.